Cô xin chào các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Nội dung của tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu chương 2 của phần địa lý. Chương 2, trái đất, hành tinh của hệ mặt trời. Nội dung chính của chương 2 này, các em sẽ được tìm hiểu về vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng và kích thước của trái đất, các chuyển động của trái đất và hệ quả. Và nội dung chính của chương 2 sẽ gồm các bài học sau. Bài 5. Vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng kích thước của trái đất. Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Bài 7. Chuyển động quanh mặt trời của trái đất và hệ quả. Bài 8. Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế. Trái đất được gọi là hành tinh xanh, nó còn được ví như quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Vậy trên thực tế, hành tinh này của chúng ta đang nằm ở đâu trong hệ mặt trời, hình dạng và kích thước của nó ra làm sao? Để trả lời được những câu hỏi này, cô và các em cùng tìm hiểu bài 5. Vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng kích thước của trái đất. Và mục tiêu bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em xác định được vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng và kích thước của trái đất. Ngoài ra, còn giúp các em biết được rằng vị trí của trái đất trong hệ mặt trời có ý nghĩa như thế nào. Và nội dung chính của bài học này gồm hai phần. Một la mã, vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hai la mã, hình dạng và kích thước của trái đất. Đây, cô và các em cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên của bài học. Một la mã, vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Thì trước tiên, chúng ta cần phải hiểu thế nào là hệ mặt trời. Nằm ở trung tâm mặt trời là một ngôi sao lớn tự phát ra ánh sáng. Đó chính là mặt trời. Và chuyển động xung quanh mặt trời là 8 hành tinh theo quỹ đạo hình elip. Chuyển động xung quanh các hành tinh là các vệ tinh. Và mỗi hành tinh vừa chuyển động quanh mặt trời vừa chuyển động quanh trục của nó. Vậy chúng ta biết được rằng hệ mặt trời sẽ gồm có 8 hành tinh. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem trái đất nằm ở vị trí thứ mấy trong hệ mặt trời. Đây là hình vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Như chúng ta đã biết thì trong hệ mặt trời gồm có 8 hành tinh. Thì các em hãy kể tên các hành tinh trong hệ mặt trời và sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời. Qua hình của cô, các em có thể dễ dàng kể tên được 8 hành tinh trong hệ mặt trời. Đầu tiên, vị trí thứ nhất đó là thủy tinh. Hành tinh thứ hai là kim tinh. Hành tinh thứ ba là trái đất. Hành tinh đứng thứ tư là hỏa tinh. Vị trí thứ 5, mộc tinh. Vị trí thứ 6, thổ tinh. Vị trí thứ 7, thiên vương tinh. Và vị trí thứ 8 là hải vương tinh. Như vậy, cô và các em vừa kể tên được các hành tinh trong hệ mặt trời và sắp xếp các hành tinh này theo thứ tự xa dần mặt trời. Cô và các em vừa kể tên được 8 hành tinh trong hệ mặt trời và sắp xếp vị trí các hành tinh này theo thứ tự xa dần mặt trời. Và chúng ta đã thấy được rằng trái đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần mặt trời. Vậy, vị trí thứ 3 của trái đất trong hệ mặt trời có ý nghĩa như thế nào? Vị trí thứ 3 của trái đất trong hệ mặt trời có một ý nghĩa hết sức là quan trọng, bởi vì chính nhờ trái đất nằm ở vị trí thứ 3 nên khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là một khoảng cách hết sức là lý tưởng. Cùng với sự tự quay quanh trục của trái đất đã giúp cho trái đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có tồn tại sự sống. Là một ngôi sao trung tâm của hệ mặt trời, nó đóng vai trò rất quan trọng, giống như một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ tỏa ánh sáng và năng lượng đi khắp nơi trong hệ mặt trời.
đến các hành tinh, vệ tinh, sao chổi và các thiên thạch. Mặt trời là một ngôi sao lùn vàng có bán kính khoảng 695.510 km, nhỏ hơn rất nhiều so với hầu hết các ngôi sao khác. Khối lượng của mặt trời vào khoảng 1,989 x 10 mũ 30 kg. Với khối lượng này, nó chiếm đến 99,86% khối lượng của toàn bộ hệ mặt trời. Theo ước tính của các nhà khoa học thì tuổi của mặt trời khoảng 4,6 tỷ năm tuổi. Nhiệt độ bề mặt vào khoảng 5.778 độ K, tức khoảng 5.505 độ C. Còn trong lõi của mặt trời theo các nhà khoa học thì nhiệt độ vào khoảng 15 triệu độ C. Với nhiệt độ cao như vậy giúp mặt trời duy trì những phản ứng nhiệt hạch trong lõi. Vì là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, năng lượng mà mặt trời phát ra trong một giây, theo các nhà khoa học ước tính, nó tương đương với vụ nổ của 100 tỷ tấn thuốc nổ. Đây là trung tâm của hệ mặt trời của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi đến các hành tinh bao quanh nó các bạn nhé. Nằm cách xa mặt trời 57.910.000 km, các bạn đang đến với hành tinh gần mặt trời nhất, đó là Thủy Tinh. Đây là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời, với khối lượng của nó vào khoảng 3,285 x 10 mũ 23 kg. Là một hành tinh kiểu đất đá, có bán kính là 2.439 km, với khối lượng của nó vào khoảng 3,285 x 10 mũ 23 kg. Là một hành tinh kiểu đất đá có bán kính là 2.439,7 km. Vì là hành tinh gần mặt trời nhất nên nhiệt độ ban ngày trên Thủy Tinh rất cao, vào khoảng 427 độ C. Nhưng khi vào ban đêm, nhiệt độ lại hạ xuống rất thấp, âm 173 độ C. Được mệnh danh là hành tinh nhanh nhất trong hệ mặt trời, quỹ đạo quay của Thủy Tinh là 88 ngày trái đất, tức 1 năm trên Thủy Tinh, tương đương 88 ngày trái đất. Tiếp tục đi xa hơn Thủy Tinh, cách mặt trời 108.200.000 km, chúng ta đến với Kim Tinh. Đây cũng là một hành tinh kiểu đất đá, nó có khối lượng là 4,867 x 10 mũ 24 kg. Là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời. Quan sát trên bầu trời ban đêm, nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, mà theo dân gian thường gọi là sao hôm và sao mai. Đây là hành tinh nóng nhất trong các hành tinh trong hệ mặt trời, với nhiệt độ bề mặt vào khoảng 462 độ C. Toàn bộ bề mặt của Kim Tinh là một hoang mạc khô cằn với đá và bụi, và có lẽ vẫn còn núi lửa hoạt động trên hành tinh này. Với đường kính là 12.104 km, Kim Tinh được cho là hành tinh chị em của trái đất. Đường kính của nó chỉ nhỏ hơn đường kính trái đất 638 km. Ở trên Kim Tinh một năm, tương đương 224,65 ngày trái đất. Tiếp tục đi xa hơn, cách mặt trời khoảng 149.600.000 km, chúng ta thấy một hành tinh thân thuộc, đó là trái đất thân yêu của chúng ta. Còn được biết đến với tên gọi hành tinh xanh hay địa cầu, là ngôi nhà chung của hàng triệu loài sinh vật. Trong đó có con người, và cho đến nay, đây là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là tồn tại sự sống. Thời gian trái đất quay quanh mặt trời là 365,26 ngày, tức một năm trên trái đất là 365,26 ngày. Chính vì vậy, theo dương lịch thì cứ 4 năm sẽ có một năm nhuận, sẽ có thêm một ngày vào ngày 29 tháng 2. Với khối lượng của trái đất là 5,972 x 10 mũ 24 kg, đây là hành tinh kiểu đất đá nặng nhất trong hệ mặt trời. Còn về kích thước trái đất, có đường kính 12.742 km, chỉ nhìn hơn một chút so với đường kính của Kim Tinh. Bây giờ, chúng ta đến một nơi cách mặt trời khoảng 227.900.000 km, đó là Hỏa Tinh. Đây là hành tinh thứ tư tính từ mặt trời, cũng là một hành tinh kiểu đất đá giống trái đất, nhưng có kích thước nhỏ hơn khá nhiều. Đường kính của Hỏa Tinh là 6.779 km. Được biết đến là hành tinh đỏ do sắt oxit có rất nhiều trên bề mặt, với chu kỳ quỹ đạo là 686,9 ngày trái đất,
tức một năm trên hoạt tinh là 686,9 ngày trái đất. Khối lượng của hoạt tinh khá khiêm tốn, chỉ khoảng 6,39 x 10^23 kg. Các nhà khoa học từng phỏng đoán hoạt tinh đã có thời kỳ tồn tại nước và sự sống trên hành tinh này. Tiếp tục chúng ta du hành đến khoảng cách 778.500.000 km so với mặt trời, chúng ta thấy một hành tinh khí khổng lồ, đó là Mộc Tinh. Đây là hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời và là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Khối lượng của Mộc Tinh là 1,8986 x 10^27 kg, gấp khoảng 317,8 lần khối lượng trái đất và bằng 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời cộng lại. Đây là một hành tinh khí có đường kính 142,984 km tại xích đạo. Nơi đây chứa chủ yếu là hydro và heli. Quỹ đạo quay của Mộc Tinh là 4.332 ngày trái đất, tương đương 11,8 năm trái đất. Điều này có nghĩa là một năm trên Mộc Tinh bằng 11,8 năm trái đất. Đây quả là một hành tinh khổng lồ phải không các bạn? Hãy comment bình luận cảm nhận của mình bên dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé! Đi xa hơn Mộc Tinh cách mặt trời khoảng 1,434 tỷ km, chúng ta sẽ thấy một hành tinh vô cùng đặc biệt, đó là Thổ Tinh. Đây là hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời, cũng là một hành tinh khí khổng lồ có đường kính là 116.460 km. Là hành tinh lớn thứ 2 về đường kính chỉ xếp sau Mộc Tinh. Hành tinh khí khổng lồ này chứa chủ yếu là hydro và heli. Ngoài ra, Thổ Tinh còn có rất nhiều mặt trăng. Điểm nổi bật trên hành tinh này là vành đai của nó. Đây là một hành tinh có vành đai mở rộng nhất trong tất cả các hành tinh của hệ mặt trời. Chúng chứa rất nhiều các hạt nhỏ, kích thước từ vài micromet cho đến hàng mét, tụ tập thành đám bụi bay quanh Thổ Tinh. Khối lượng của Thổ Tinh là 5,683 x 10^26 kg. Đây là hành tinh nặng thứ hai trong các hành tinh của hệ mặt trời, chỉ đứng sau Mộc Tinh. Thổ Tinh quay quanh mặt trời mất 10.759,22 ngày trái đất, tức 29,457 năm trái đất. Điều này cũng đồng nghĩa rằng một năm trên Thổ Tinh bằng 29,457 năm trái đất. Thời gian một năm khá là lâu đúng không các bạn? Nhưng trong hệ mặt trời của chúng ta còn có những hành tinh có quỹ đạo lâu hơn Thổ Tinh rất nhiều. Chúng ta hãy tiếp tục đi tìm hiểu. Cách mặt trời khoảng 2,871 tỷ km, chúng ta sẽ đến Thiên Vương Tinh. Đây là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời. Hành tinh này có bầu khí quyển lạnh nhất trong số các hành tinh của hệ mặt trời, với nhiệt độ thấp nhất tại đây xuống tới -224 độ C. Vì khoảng cách khá xa mặt trời, nên chu kỳ quỹ đạo của hành tinh là 30.799 ngày trái đất, tương đương 84,323 năm trái đất, tức một năm trên Thiên Vương Tinh bằng 84,323 năm trái đất. Đây cũng là một hành tinh khí khổng lồ với khối lượng của nó là 8,681 x 10^25 kg. Đây là hành tinh có khối lượng lớn thứ tư trong 8 hành tinh của hệ mặt trời. Đường kính tại xích đạo của Thiên Vương Tinh là 50.724 km, gấp khoảng 4 lần đường kính của trái đất. Nó là hành tinh duy nhất có đường xích đạo vuông góc với quỹ đạo của nó và gần như song song với mặt phẳng quỹ đạo của hành tinh. Thật là thú vị phải không các bạn? Và cuối cùng, chúng ta đi đến với Hải Vương Tinh. Đây là hành tinh thứ 8 tính từ mặt trời. Khoảng cách của Hải Vương Tinh đến mặt trời là 4,495 tỷ km, gấp khoảng 30 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, tức 30 đơn vị thiên văn AU. Với khoảng cách này, ánh sáng từ mặt trời mất khoảng hơn 4 giờ mới đến được Hải Vương Tinh. Đây cũng là một hành tinh khí khổng lồ có khối lượng gấp khoảng 17 lần khối lượng của trái đất, tức 1,0243 x 10^26 kg. Hải Vương Tinh lần đầu tiên được tìm thấy theo tính toán lý thuyết dựa vào nhiễu loạn bất thường của Thiên Vương Tinh. Với đường kính khoảng 49.244 km,
đây là hành tinh xa nhất trong 8 hành tinh của hệ mặt trời. Chính vì vậy, quỹ đạo của hành tinh này cũng là chậm nhất. Theo tính toán của các nhà khoa học, một năm trên Hải Vương Tinh tương đương 60.190 ngày trái đất, tức khoảng 164,79 năm trái đất. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Ngoài Hải Vương Tinh, ở khoảng cách xa hơn nữa còn có Diêm Vương Tinh. Nhưng hành tinh này đã bị các nhà khoa học tước đi danh hiệu hành tinh của hệ mặt trời vào năm 2006. Và nó chỉ được tính là hành tinh lùn và được định danh bằng số 134340. Diêm Vương Tinh có quỹ đạo bất thường, khoảng cách đến mặt trời nằm trong khoảng từ 4,4 đến 7,4 tỷ km. Và nó là vật thể nằm trong vành đai Kuiper. Ngoài Diêm Vương Tinh, các nhà khoa học vẫn nghi ngờ có hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời. Nó tồn tại đâu đó trên vành đai Kuiper. Các nhà khoa học vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm hành tinh thứ 9 này. Chúng ta cùng chờ đến một ngày không xa để các nhà khoa học giải mã hành tinh thứ 9 này nhé. Vậy là hôm nay... Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong vị trí của trái đất trong hệ mặt trời. Và ngoài ra, các em còn tìm hiểu được thêm về những đặc điểm của các hành tinh trong hệ mặt trời. Và tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung 2, phần 2 La Mã, hình dạng và kích thước của trái đất. Sau đây là hình 5.2 và hình 5.3. Dựa vào hình 5.2, hình 5.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết hình dạng của trái đất, độ dài của bán kính trái đất tại xích đạo, độ dài đường xích đạo. Và cuối cùng, em hãy nêu nhận xét về kích thước của trái đất so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Các em cùng quan sát hình 5.3, hình dạng và kích thước của trái đất. Có rất nhiều bạn nhầm lẫn cho rằng trái đất của chúng ta có dạng hình tròn, nhưng đó chính là nhận định sai. Như các em đã được học ở cấp tiểu học, thì trái đất của chúng ta luôn luôn có dạng là hình cầu và quả địa cầu chính là mô hình thu nhỏ của trái đất. Tiếp theo, các em cùng quan sát hình thể hiện đường xích đạo và bán kính của trái đất. Chúng ta dễ dàng thấy được đường xích đạo của trái đất có chiều dài là 40.076 km. Tương tự, bán kính của trái đất dài 6.378 km và trái đất của chúng ta có diện tích bề mặt trái đất là 510 triệu km vuông. Và chúng ta thấy được rằng nhờ trái đất có kích thước và khối lượng đủ lớn nên trên trái đất đã tạo ra được lực hút giữa các chất khí làm thành lớp vỏ khí bảo vệ trái đất. Tiếp theo, các em sẽ làm nội dung cuối cùng là nhận xét về kích thước của trái đất so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Các em hãy cùng quan sát hình 5.2, mô phỏng kích thước các hành tinh trong hệ mặt trời, kết hợp với bản số liệu về đường kính xích đạo, khối lượng và số lượng hành tinh của các hành tinh trong hệ mặt trời. Và bản số liệu này, cô lấy nguồn từ tập bản đồ địa lý 6/5 để cho các em dễ dàng so sánh. Và khi so sánh về kích thước của trái đất so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời, các em chỉ cần quan sát cho cô cột đường kính và xích đạo, và cô đã tạo viền màu trắng cho cột này. Thì các em sẽ so sánh các hành tinh có kích thước từ to đến nhỏ và quan sát trên bảng số liệu. Thì các em thấy hành tinh có đường kính và xích đạo lớn, dài nhất đó chính là Mộc Tinh, đứng vị trí số 1. Đứng vị trí số 2 là Thổ Tinh. Vị trí số 3 là Thiên Vương Tinh. Vị trí thứ 4 là Hải Vương Tinh. Thứ 5 là Trái Đất của chúng ta. Vị trí thứ 6 là Kim Tinh, hay còn gọi là Sao Kim. Vị trí thứ 7 là Hỏa Tinh. Và cuối cùng vị trí số 8 là Thủy Tinh, hay còn gọi là Sao Thủy. Vậy các em thấy được rằng, theo thứ tự đường kính xích đạo giảm dần, thì trái đất đứng ở vị trí thứ 5 so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời.
Từ thời xưa thì con người đã có nhiều nhận định khác nhau về hình dạng của trái đất. Ví dụ như từ thời Hy Lạp cổ đại cho đến tận thế kỷ thứ 16 thì con người vẫn tin rằng trái đất chính là một mặt phẳng. Trái đất bao giờ cũng đứng yên và là trung tâm của vũ trụ, của mặt trời, mặt trăng và các thiên thể khác thì xạ lại quay xung quanh của trái đất chúng ta. Và cho đến hiện tại này thì các em thấy được rằng nhận định trên đây là hoàn toàn không đúng. Em có biết, trước kia người ta tin rằng trái đất chính là một mặt phẳng, nhưng các nhà thiên văn học không nghĩ vậy. Nhờ vào việc quan sát các ngôi sao mà Pythagore đã cho rằng trái đất không phải là một mặt phẳng. Và tiếp đến là Galileo cũng từng khẳng định trái đất tròn và quay quanh mặt trời. Nhưng đến khi Columbus vượt Đại Tây Dương và khám phá ra châu Mỹ, thì người ta mới tin rằng trái đất có dạng là hình cầu. Và đến năm 1967, vệ tinh nhân tạo Hoa Kỳ đã gửi về những hình ảnh đầu tiên của trái đất được chụp từ ngoài không gian, đã càng khẳng định rằng trái đất có dạng hình cầu. Và hình cuối cùng cô thể hiện đó chính là hình ảnh chụp từ không gian đầu tiên của trái đất chúng ta. Như các em đã tìm hiểu và biết được rằng mặt trăng bao giờ cũng chuyển động quanh trái đất của chúng ta, và trái đất thì lại chuyển động quanh mặt trời. Nguyên nhân để dẫn đến hiện tượng này là do trên trái đất của chúng ta có sức hút, và nhà thiên văn học Newton đã phát hiện ra được trên trái đất có sức hút là khi Newton trông thấy quả táo rụng từ trên cây xuống, liền nghĩ đến những nguyên nhân về sự rơi của các vật và tìm ra sức hút của quả đất. Mọi vật trên trái đất đều chịu sức hút của trái đất. Nói một cách khác là vạn vật trong vũ trụ đều có lực hấp dẫn lẫn nhau. Vì có loại lực hấp dẫn này mà mặt trăng mới quay quanh trái đất mới quay quanh mặt trời. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung của bài 5, vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng kích thước của trái đất. Và sau đây sẽ là nội dung ghi bài. Các em nhớ ghi bài vào tập đầy đủ. Về nhà, các em nhớ ghi bài vào tập và học bài. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.